Ủa mà sao mà chị biết được bạn Bảo vậy? Dạ. Ủa bạn Bảo học chung lớp với hai bé hả? Ủa mà bạn Bảo trong lớp có quậy không à? Khó hả? Ủa mà chị thấy Bảo học được không à? Thì bảo nói đi Linh chứ em mình không biết. Dạ. Bà Linh bảo mẹ cứ cho con em học thì bảo bảo học được đó. Dạ. Khi bảo thì con cứ ngoài bạn bà được con cũng phải được cố gắng rồi cứ lên coi thử. Dạ. Dạ. Nếu mà bạn mà bé mà lớp 10 này á, thì là em sẽ cho vào thẳng lớp chuyên Anh luôn, là 2-6, từ lúc 6 giờ tối cho đến 7 giờ rưỡi. Rồi sau đó là bé phải ở lại học để bé lấy thêm một số lượng từ vựng nữa, cùng với hai bạn nữa là từ 7 giờ rưỡi tối cho đến 9 giờ. Còn bé nhỏ này á, thì là sẽ theo bước chân của chị, nhưng mà được học thử, đối với bé nhỏ này phải học thử trong vòng là một tuần. Một tuần luôn, là full luôn từ thứ hai cho đến thứ sáu luôn, để coi thực chất ra cái năng lực của bé là đang phù hợp với cái lớp nào. Tại vì mặc dù bé lớp 7 nhưng mà gọi là chưa có phát triển nhiều về về mặt kiến thức à. Do vậy em phải cần để cho bé vô trong tất cả các lớp á, để coi giáo viên đánh giá như thế nào, ở camera quan sát để coi coi mấy bé nói và phản xạ như thế nào trong lớp, để coi lớp của bé là flyer hay là lớp cat hay là lớp pet. Như vậy là chỉ cứ cho bé này thì đặc biệt là 2-6, chỉ có rước 2-6 thôi là xong rồi. Còn đặc biệt bé này là từ thứ hai cho đến thứ sáu là chị phải có mặt ở đây lúc 6 giờ tối là bắt đầu em cho bé vô, và khoảng 7 giờ rưỡi là chị rước được bé nhỏ này về rồi. Dạ. Tại lớp nhỏ của mình ở 8 giờ chứ, lớp nhỏ của mình là từ 6 giờ cho đến 7 rưỡi, hoặc thứ ba thứ năm là 6 rưỡi cho đến 8 giờ. Mà để đừng cho bị lộn thì đối với bé nhỏ này là từ 6 giờ cho đến 6 giờ thì chị cứ thả xuống đây, 8 giờ chị rước về. Sau cuộc nói chuyện này thì em sẽ gửi tin nhắn qua Zalo á, để chị nắm được là mình trao đổi cái gì và bé học thử như thế nào, bé lớn học thử bao nhiêu buổi, bé nhỏ học thử bao nhiêu buổi, rồi chi phí chương trình ra sao, rồi bắt đầu em bên em mới gửi cho chị. Bây giờ theo cái biểu đồ tư duy này hồi nãy á, thì mấy bé nói rất là nó rất là ok, chị Nam rất là ok. Như vậy khi mà học á, là chắc là em yêu cầu mấy anh chị là mua sách gốc cho bé nhé. Tại mình chỉ có là khi mà muốn phát triển khả năng phản xạ đó, chỉ có sách gốc thì mình mới gọi là phát triển được thôi. Tại vì nó có màu sắc này nọ đó, mấy bé nhìn vô có được nhiều ý tưởng mà đã nói lắm. Chứ mà cuốn sách photo thì nó vừa túi tiền của mình thiệt, nhưng mà học về lâu về dài á, nếu mà mình chưa có căn bản thì nó chán á. Dạ. Phải có căn bản rồi á, giống như mình chịu bỏ ra một cái khoản để là trước đó, thì sau đó thì mấy chị màu mít không cần thiết nữa, mình nói được rồi, mình chỉ lấy kiến thức mà thôi, thì lúc đó mình photo rất là ok. Còn mà chưa có kiến thức gì hết nên sử dụng sách màu, sách gốc. Mà bên em không bán sách đâu ạ, bên em sẽ chỉ chỗ cho chị ra trực tiếp nhà sách mua luôn. Rồi ok, như vậy là giờ em nắm được thông tin rồi. Có gì rồi tối nay à, sáng mai người ta sẽ nhắn tin cho chị, bạn Diệu nhắn tin. Rồi có gì rồi chị sắp xếp cho hai bé tới đây học với em nhé. Nhà hôm nay mới có thứ hai à, không biết là bé có đang học cái gì không ạ, giống như học bổ túc văn hóa gì không ạ? Vậy là hai bé này học giỏi trong trường lắm à? Trong trường thôi chứ không đi học thêm. Wow. Học thêm này thì mà năm học mới đi học thêm văn chút thôi. Dạ à, vậy là học thêm. Vậy là chúc mình chạy trước nha, tại vì hai bé này có năng khiếu về ngôn ngữ à. Tại vì thường mà muốn bẻ âm á, thì một số bé không có năng khiếu á, thì mình phải đi từ con số 0, mình đọc rất là nhiều lần mới bẻ được âm. Còn hai bé này là đã có năng khiếu một chút về ngôn ngữ rồi. Do vậy là bẻ âm rất là đơn giản, chị cũng thấy tận mắt rồi. Like hay là need hay là want hay là English, bẻ rất là đơn giản luôn. Thì là bây giờ là chỉ có cho bé là va chạm với lớp thôi. Rồi sau đó rồi bên em cứ đẩy tiến độ, rồi bên em không cầm chừng để cho nhốt học viên lại như thế này nọ. Mà đối với độ tuổi thiếu nhi là em đẩy tiến độ để có bằng cấp lớn so với sinh viên của mình luôn. Sinh viên chứ không có nói bằng mấy đứa thiếu nhi này đâu. Các bạn thiếu nhi này lên thuyết trình nghe mê lắm. Âm nào âm gió ra âm gió, âm hơi ra âm hơi, âm điếc ra âm hết, âm điếc. Chỉ có sinh viên là cái âm nào nó cũng như âm đó thôi. Và bảy mấy bạn sinh viên thì khó lắm. Do vậy chị chúc mừng chị trước. Dạ, là thứ mai thứ ba đúng không? Thứ ba là mai 6 giờ cho bạn này xuống với em nhé. Dạ rồi, ok. Dạ đúng rồi. Và lớp đó thì nó đang luyện thi flyers đó, thì cho ảnh vô thử như thế nào. Dạ rồi, ok. Dạ, bé trai này tên gì ạ? Tuấn, ok. Anh Tuấn, ok. Bé gái tên gì ạ?
khẳng lên. Hai bạn này tính cách đầm tốt hả chị ha? Đầm, nó gọi là dịu à. Tại vì chỉ cần là học ra học mà chơi ra chơi thì là thành công mỹ mãn. Chứ có nhiều bé vô ngồi học nó giống như là bị cái gì á chị. Ngồi ẹo quá, ẹo lạ rồi phải múa tay múa chân thời gian xong mới chịu ngồi xuống. Chứ không thôi là cứ dịch giống như Gia Bảo lần đầu tiên ngồi không yên đâu. 5 phút sau tự nhiên cứ đứng lên múa máy vậy đó xong ngồi xuống. Ôi em đuổi ra ngoài khỏi lớp hoài. Từ đó giờ đi là mới tập được cái tính à. Ồ, tính vậy là tốt rồi. Vậy là coi như là dễ đẩy bằng lắm à. Này là em thấy được năng lực nè, thấy được tính cách nè. Còn lại chỉ có 50% coi bản thân của mấy bé có cố gắng hay không thôi. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ.